Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 1 tháng 4 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Vận trình Mão Tý tương hình là điềm báo người tuổi Tý có thể vướng phải rắc rối về chuyện tình cảm. Gia đình lục đục, vợ chồng thiếu sự tin tưởng lẫn nhau, thay vào đó dễ bị lời người ngoài làm ảnh hưởng khiến mâu thuẫn bùng nổ. Lời khuyên cho những chú chuột là đừng để những phút nóng giận mất khôn làm rạn nứt tình cảm gia đình, khiến bạn đời và cả con cái chịu tổn thương. Có những lời nói dù không hữu hình nhưng lại có thể trở thành thứ vũ khí gây ra vết thương nặng nề mà bạn không tưởng được. Dù tình cảm rối ren nhưng bản mệnh không vì thế mà bỏ bê công việc. Ngày này đang có thiên ấn trợ lực, con giáp này vẫn đang bền bỉ theo đuổi mục tiêu thăng tiến của bản thân. Tương lai thế nào không ai đoán định được, nhưng trước mắt dám làm dám chịu như bạn thì vẫn có cơ hội đón nhận kết quả khả quan hơn là chỉ nói miệng rồi để đấy. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh kim. Cần chụp lấy cơ hội đã đến lúc làm nên, đừng bỏ ngang trong công việc, tình cảm sẽ không tìm lại được. Có người giúp đỡ tận tình, gia đạo có hỷ sự, tin xa vừa ý, có tài lộc hoặc có lộc về ăn uống, gặp bạn cũ, có thêm bạn mới. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh thủy. Bắt tay vào công việc gì cũng nên dè dặt, có sự trở ngại chút ít. Ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện làm ăn hay tình cảm. Có lộc ăn, có quý nhân giúp đỡ, hoặc có tin vui về tâm tình, di chuyển nhiều. Đề phòng có người khác xen vào chuyện của mình làm cho công việc bị bỏ dở, hoặc chuyển qua hướng khác. Có tài lộc. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh hỏa. Có cuộc đi ngắn, hoặc nhận được tin, có lộc hoặc có tin vui về tâm tình, di chuyển nhiều. Tin tức tốt. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc nhà có đám tiệc. Ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện làm ăn hay tình cảm. Tài lộc dễ hao, nếu có của hoành tài, phần lớn là được ăn uống, quà tặng. Tử vi tuổi Canh Tý, thuộc mệnh thổ. Ngày có sự thay đổi, hoặc đến hạn phải tiến hành hoặc chấm dứt một công việc, hay chuyện tình cảm. Có khách, bè bạn đến, hoặc có tin của họ. Có tài lộc, có hỷ sự, hoặc có lộc ăn, quà tặng, tiệc tùng. Tuy nhiên mọi việc cũng không nên mong cầu hoặc tham dự quá đáng lại trở thành chuyện không vui, hao tán. Tử vi tuổi Nhâm Tý, thuộc mệnh mộc. Nếu thấy có sự thuận lợi thì nên tiến hành nhanh không nên để dây dưa. Có cuộc đi ngắn, hoặc nhận được tin, có lộc hoặc có tin vui về tâm tình, di chuyển nhiều. Tin tức tốt, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc nhà có đám tiệc. Ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện làm ăn hay tình cảm. Có tài lộc, ăn uống, quà tặng. Con số may mắn, 1, 5. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, bạch kim. Quý nhân phù trợ, Dậu, Tỵ, Thân. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi thứ 5 ngày cho thấy, thiên tài xuất hiện mang đến cho người tuổi Sửu những tin vui về đường tài lộc. Con giáp này luôn chăm chỉ, không chịu được nhàn rỗi nên chỉ bằng nghề tay trái thôi mà bạn có thể tăng được thu nhập của mình khá tốt. Ngày này tin vui cũng đến với người làm kinh doanh, buôn bán đang gặp thời nên bản mệnh có thể nghĩ đến việc mở rộng mô hình kinh doanh hiện tại để thu hút thêm khách hàng. Thổ khắc mộc, chuyện tình cảm của con giáp này lại khiến bạn có nhiều nỗi ưu tư. Tình duyên đã hết thì đừng nên cố níu kéo mãi nữa. Hãy để cho quá khứ ngủ yên, sống với hiện tại và hướng tới tương lai. Bạn đâu thể biết được có điều gì tốt đẹp đang chờ mình ở phía trước. Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh kim. Không nên tham lam hoặc làm những việc ngoài khả năng của mình, kết quả sẽ không đi tới đâu. Nhưng sự việc xảy ra dù là chuyện buồn cũng không có ảnh hưởng xấu đến mình. Có sự tốn kém về giao thiệp, có tài lộc nhỏ hoặc có tin vui. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh thủy. Làm gì cũng không nên hấp tấp, vội vàng. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng, việc vui chơi, tình cảm không có lợi về tiền bạc, nhưng sẽ có hậu quả tốt, có tài lộc nhưng cũng hao tán cho những công việc cần thiết. Ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc có nhiều tin tức đến. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều việc phải lo âu giải quyết nhưng vẫn khó lòng hoàn thành. Ngày có tiệc tùng đình đám, có khách đến. Sức khỏe không tốt, nếu có tin tức về công việc mới cũng không nên vội vã, đừng để bị lôi cuốn. Nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước, hứa hẹn. Tử vi tuổi Tân Sửu, thuộc mệnh thổ. Sự việc xảy ra dù là chuyện buồn cũng không có ảnh hưởng xấu đến mình. Nên giúp đỡ người khác sẽ có lợi cho tương lai. Mọi việc di chuyển, đi xa đều không nên. Có lộc nhỏ, hoặc chuyện vui. Có tin buồn về sức khỏe, công danh, tình cảm của người thân.
có sự tốn kém về giao thiệp, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh mộc. Ngày có nhiều việc phải lo âu giải quyết nhưng vẫn khó lòng hoàn thành. Ngày có tiệc, có khách đến, sức khỏe không tốt, nếu có tin tức về công việc mới cũng không nên vội vã, đừng để bị lôi cuốn. Nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước, hứa hẹn. Con số may mắn, 1, 8. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, xám quý nhân phù trợ tuất, mão, hợi. Tử vi tuổi Dần. Tử vi hàng ngày nhận thấy, công việc của người tuổi Dần ở thời điểm này đang tiến triển rất thuận lợi nhờ có cục diện tam hội phù trợ. Các mối quan hệ xã giao đều hài hòa càng tăng thêm cơ hội ký kết hợp đồng thành công cho con giáp này. Tuy nhiên, kiếp tài xuất hiện là điềm báo có họa tranh đấu. Bản mệnh là người có năng lực nhưng xung quanh bạn cũng còn rất nhiều người tài giỏi, xung đột lợi ích có thể xảy ra khi chẳng ai muốn nhận phần thua thiệt. Điều tối kỵ trong tập thể là mất đoàn kết, đấu tranh nội bộ. Tính kết nối và đồng lòng sẽ tăng cao hiệu suất công việc, mỗi người góp chút công chút sức thì ai cũng sẽ được hưởng lợi. Bởi thế đừng ngần ngại làm người tiên phong trong việc gắn kết với mọi người nhé. Tử vi tuổi Giáp Dần, thuộc mệnh thủy. Nên giải quyết dứt khoát trong mọi vấn đề về công danh, tiền bạc, tình cảm. Ngày có sự kết thúc công trình, hội họp, hội ngộ, hoặc đã đến hạn, đúng hẹn, cần phải coi trọng lời hứa, có tin tức ở xa hoặc gặp thân nhân, quý nhân, bè bạn. Có tài lộc hoặc có hỷ sự, lộc ăn, quà tặng, và có cuộc đi xa, hoặc tuyên truyền, thay đổi công việc, văn phòng. Thuận lợi cho việc cầu hôn, kết hôn, giải quyết mọi mặt trong vấn đề tình cảm, nhân nghĩa. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh hỏa. Giới hạn mọi việc di chuyển, đi xa. Nếu có toan tính di chuyển thì cũng gặp chuyện không tốt, ưu phiền, nên nghỉ ngơi. Đề phòng có sự hư hại về đồ đạc hoặc phải hao tốn về chuyện mua sắm, tu bổ, sửa chữa, tiệc tùng, có khách. Làm gì cũng nên cẩn thận từ công việc cho đến tình cảm, tài lộc có sự chậm trễ, trở ngại. Tử vi tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh thổ. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, hoặc việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện. Mọi việc khó lòng giải quyết cho xong trong ngày vì hay có những việc xảy ra bất ngờ làm ngăn trở, chậm chạp. Chuyện vui chơi nếu có thì cũng không nên đi quá xa không tốt. Ngày có nhiều biến động hoặc có nhiều tin tức, có sự hư hại cần phải tu bổ, mua sắm, có tin vui, hỷ sự. Tử vi tuổi Canh Dần, thuộc mệnh mộc. Ngày có sự kết thúc công trình, hội họp, hoặc đã đến hạn, đúng hẹn. Nếu không như vậy thì công việc cần phải xem xét lại, hoặc tạm ngưng. Có tài lộc hoặc có hỷ sự, lộc ăn, quà tặng, và có cuộc đi xa, hoặc tuyên truyền, thay đổi công việc, văn phòng. Thuận lợi cho việc giải tán, kết thúc mọi mặt trong vấn đề tình cảm, nhân nghĩa. Tử vi tuổi Nhâm Dần, thuộc mệnh kim. Ngày có nhiều biến động hoặc có nhiều tin tức, có sự hư hại cần phải tu bổ, mua sắm. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, hoặc việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện. Mọi việc khó lòng giải quyết cho xong trong ngày vì hay có những việc xảy ra bất ngờ làm ngăn trở, chậm chạp. Chuyện vui chơi nếu có thì cũng không nên đi quá xa không tốt. Con số may mắn, 4, 7. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, vàng. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. Tử vi tuổi Mão. Mão đang gặp tỷ kiên xuất hiện. Trong tử vi thứ năm này của người tuổi Mão khuyên con giáp này cần phải bình tĩnh để lắng nghe lời góp ý của mọi người thay vì cứ suy nghĩ bốc đồng, thích gì làm đấy. Sự nghiệp khó phát triển cũng có thể vì tính này của bạn. Bạn là người có cá tính mạnh mẽ nhưng lại khá ngang bướng. Đừng vội vàng phủ quyết những ý kiến của người khác khi thấy chúng bất đồng với quan điểm của bản thân. Biết đâu góc nhìn của người khác lại sáng suốt hơn bạn thì sao? Mộc khí vượng có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tuổi Mão. Nhất là những ai có tiền sử bệnh về gân cốt. Thời tiết thay đổi khiến tứ chi đau nhức, gây ra chứng mất ngủ, thần kinh suy nhược, đau đầu. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh thủy. Không nên ở trong hoàn cảnh cũ mà nên thay đổi dù trước mắt có nhiều khó khăn, trở ngại. Nên mạnh dạn nêu ý kiến với người có thẩm quyền vì bản thân mình không có khả năng giải quyết. Mọi việc nên chậm rãi, cẩn thận về lời nói có sự buồn phiền trách oán. Nếu có tài lộc đến nhanh chóng thì nên dừng bước. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng, nên cẩn trọng trong mọi việc. Có nhiều việc xảy ra ngoài dự tính khiến có sự hao tốn, hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Sự chờ đợi tin tức chậm chạp hoặc nửa chừng bị gián đoạn. Có thân nhân, bè bạn đến, có cuộc vui. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng, nên cẩn trọng trong mọi việc.
có nhiều việc xảy ra ngoài dự tính khiến có sự hao tốn, hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Sự chờ đợi tin tức chậm chạp hoặc nửa chừng bị gián đoạn. Có thân nhân, bè bạn đến, có cuộc vui. Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mệnh mộc. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng, xe cộ cần phải tu bổ, sửa chữa. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, có tài lộc hoặc có quà tặng ăn uống. Ngày có nhiều sự bận rộn, có nhiều người đến hoặc có nhiều tin tức liên quan đến mình. Mọi việc nên có giới hạn, kéo dài không tốt. Tử vi tuổi Quý Mão, thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng, nên cẩn trọng trong mọi việc. Có nhiều việc xảy ra ngoài dự tính khiến có sự hao tốn, hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Sự chờ đợi tin tức chậm chạp hoặc nửa chừng bị gián đoạn. Có thân nhân, bè bạn đến, có cuộc vui, có sự di chuyển đi xa. Con số may mắn, 1, 9. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn. Cục diện Mão Thìn tương hại khiến người tuổi Thìn phải đối diện với nhiều chuyện đau đầu trong ngày hôm nay. Mọi chuyện không đi theo quỹ đạo vốn có nên bạn phải loay hoay tìm cách khắc phục. Đặc biệt là khi đưa ra một quyết định nào đó, bạn có thể không nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, thậm chí bị phản đối mạnh mẽ. Lời khuyên cho những chú rồng là hãy tìm ra nguyên nhân của vấn đề thay vì tỏ ra bất mãn và hành động thiếu suy nghĩ, khiến các mối quan hệ trở nên ngày một căng thẳng. Bù lại, chính tài nhập cục đảm bảo cho con giáp này có một nguồn thu ổn định. Tài chính vững vàng giúp nên bạn có thể thoải mái làm những điều mình muốn, nhưng hãy học cách tiết kiệm nữa. Tử vi tuổi Giáp Thìn, thuộc mệnh hỏa. Ngày có sự thay đổi, hoặc đến hạn phải tiến hành hay chấm dứt một công việc, chuyện tình cảm. Có khách, bè bạn đến, hoặc có tin của họ. Có tài lộc, hỷ sự, hoặc lộc ăn, dự tiệc. Tuy nhiên mọi việc cũng không nên mong cầu hoặc tham dự quá đáng lại trở thành chuyện không vui, hao tán. Tử vi tuổi Bính Thìn, thuộc mệnh thổ. Dù có cuộc hẹn hoặc được mời dự tiệc cũng không nên lơ là công việc. Hãy cố gắng giải quyết, hoặc công việc hay bị bỏ dở vì có khách đến hoặc có tin tức mới. Mọi việc đều nên có sự kiên nhẫn. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm nhưng sẽ có kết quả. Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm, đến hẹn hoàn trả, bàn giao những công việc hoặc món tiền đã có hạn kỳ. Tử vi tuổi Mậu Thìn, thuộc mệnh mộc. Mọi việc đều có thể bị đảo lộn không đúng như ý muốn hoặc có sự hư hại, trắc trở. Nếu có nhiều công việc đến thì nên làm những việc đã có dự tính, ước hẹn. Nên có sự thay đổi về quan điểm của mình trước tình hình mới. Ngày có sự gặp gỡ, có lộc hoặc có quà tặng, cuộc vui ngắn. Có tin xa, nên ra đi giải quyết hoặc tìm hiểu công việc. Tử vi tuổi Canh Thìn, thuộc mệnh kim. Ngày có sự thay đổi, hoặc đến hạn phải tiến hành hoặc chấm dứt một công việc, hay chuyện tình cảm. Có khách, bè bạn đến, hoặc có tin của họ. Có tài lộc, có hỷ sự, hoặc có lộc ăn, quà tặng, tiệc tùng. Tuy nhiên mọi việc cũng không nên mong cầu hoặc tham dự quá đáng lại trở thành chuyện không vui, hao tán. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thuộc mệnh thủy. Mọi việc đều có thể bị đảo lộn không đúng như ý muốn hoặc có sự hư hại, trắc trở. Nếu có nhiều công việc đến thì nên làm những việc đã có dự tính, ước hẹn. Nên có sự thay đổi về quan điểm của mình trước tình hình mới. Ngày có sự gặp gỡ, có lộc hoặc có quà tặng, cuộc vui ngắn. Có tin xa, nên ra đi giải quyết hoặc tìm hiểu công việc. Con số may mắn, 3, 6. Giờ tốt, 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ. Tử vi thứ năm này cho thấy, thương quan giáng họa là điềm báo có kẻ tiểu nhân quấy phá, tranh đoạt quyền thế khiến sự nghiệp của người tuổi Tỵ bị ảnh hưởng. Dù không có chủ đích tham gia nhưng bạn lại thiếu sự tỉnh táo cần có nên dễ bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo. Khó khăn dồn dập khiến bản mệnh cảm thấy bế tắc và bất lực với chính mình. Nhiều lúc con giáp này đã nghĩ tới chuyện buông xuôi mọi việc. Xong việc gì cũng có cách để giải quyết, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đừng bỏ cuộc dễ dàng. Bù lại, ngũ hành tương sinh sẽ bù đắp cho những chú rắn và người bạn đời luôn thông cảm và sẻ chia mọi gian nan với bạn. Những thời khắc sóng gió đều có người ấy ở bên khiến bạn rất biết ơn và thấy may mắn vì đã gặp được đối phương trong cuộc đời này. Tử vi tuổi Ất Tỵ, thuộc mệnh hỏa. Mưu cầu về công danh, tiền bạc là điều không nên. Đi xa, di chuyển cũng bất lợi. Nếu có đi thì cũng vì chuyện buồn, tin xấu đến cần phải đi. Nên cẩn trọng khi sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Lời nói phải giữ gìn dễ có sự hiểu lầm. Tài lộc tuy chậm chạp nhưng vẫn có.
có tin về tang ma, đau ốm, tai nạn và cũng có tin tốt về tình cảm hoặc được người mời dự tiệc, vui chơi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thuộc mệnh thổ. Ngày mọi việc đều có thể xảy ra không được như ý hoặc chờ đợi chậm chạp. Không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác hoàn toàn không có lợi. Ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật, hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc hao tốn về mua sắm, giao thiệp. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, thuộc mệnh mộc. Không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác hoàn toàn không có lợi. Ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật, hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc. Có tài lộc hoặc có người đến đem tin vui, hoặc được quà cáp. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp. Tử vi tuổi Tân Tỵ, thuộc mệnh kim. Không nên phân trần, giải bày mà hãy tiến hành thì mới thuyết phục được người khác. Cũng không nên nghe những chuyện dài dà, phiền toái không dính líu đến mình. Nếu có sự gặp gỡ cuộc vui, đám tiệc cũng không vừa ý, hoặc trong đó có người muốn nhờ mình giúp đỡ. Đi xa hoặc di chuyển cũng bất lợi. Nếu có đi thì cũng vì chuyện buồn, tin xấu đến cần phải đi. Có tin buồn. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thuộc mệnh thủy. Ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật, hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc. Không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác hoàn toàn không có lợi. Có tài lộc hoặc có người đến đem tin vui, hoặc được quà cáp. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp. Con số may mắn, 4, 9. Giờ tốt, 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ. Căn cứ vào tử vi hàng ngày, cục diện ngũ hành tương phá, có thể là nguyên nhân gây xích mích trong mối quan hệ của tuổi Ngọ và nửa kia. Bạn không kiểm soát được cảm xúc nên dễ nói những lời khiến đối phương tổn thương. Để rồi khi bình tĩnh lại, bạn mới thấy hối hận về những gì mình đã gây ra thì cũng muộn rồi. Tình cảm của hai bạn đứng trên bờ vực tan vỡ cũng vì vậy. Hãy coi như đây là một bài học đắt giá để sau này không phạm phải sai lầm tương tự nữa bạn nhé. Trái ngược với chuyện tình cảm, con giáp này đang được thực thần chống lưng nên vận trình tài lộc của bạn có thể được tăng tiến đáng kể. Đây là thời điểm thích hợp để tính đến những kế hoạch kinh doanh ấp ủ đã lâu, hãy thử mang ra thực hiện đi thôi. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, thuộc mệnh kim. Cần chụp lấy cơ hội đã đến lúc tiến hành, khởi sự, không nên bỏ ngang sẽ không tìm lại được trong việc cầu công danh, tài lộc, tình cảm. Ngày có chuyện vui, hội họp, gặp lại người xưa, có bạn mới. Tuy nhiên cũng đề phòng có sự châm chích, hoặc có người dòm ngó, gây rối. Hoặc có rủi ro, trở ngại chút ít, có tin xa. Nếu đi xa coi chừng có sự lạc lối, mất dấu, sai điểm hẹn. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thuộc mệnh thủy. Có sự hư hại hoặc thất lạc các đồ đạc vật dụng, cần phải sửa chữa, mua sắm. Hao tài, sự mong cầu về tin tức, việc làm, tài lộc đều có sự chậm trễ, nhưng vẫn có cơ hội hoặc quý nhân giúp đỡ, san sẻ. Nên giải quyết những công việc đã dự tính ở quá khứ hoặc có ước hẹn, dễ bị mất uy tín. Có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, thuộc mệnh hỏa. Hãy cố gắng tiến hành công việc cho nhanh chóng vì còn nhiều việc ở phía sau để giải quyết. Ngày có sự đáo hạn, định kỳ, ước hẹn, có tiệc vui, lộc ăn, quà tặng, đề phòng rủi ro, có sự hư hại chút ít về đồ đạc, hoặc gặp trắc trở. Có tài lộc. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thuộc mệnh thổ. Ngày có chuyện vui, hội họp, gặp lại người xưa, có bạn mới. Tuy nhiên cũng đề phòng có sự châm chích, hoặc có người dòm ngó, gây rối. Hoặc có rủi ro, trở ngại chút ít, có tin xa. Nếu đi xa coi chừng có sự lạc lối, lạc bạn, mất dấu, sai điểm hẹn. Cần chụp lấy cơ hội đã đến lúc tiến hành, khởi sự, không nên bỏ ngang sẽ không tìm lại được trong việc cầu công danh, tài lộc, tình cảm. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, thuộc mệnh mộc. Dù có gặp trở lực, khó khăn cũng cố gắng giải quyết, tiến hành công việc cho nhanh chóng vì còn nhiều việc ở phía sau để giải quyết. Có tiệc, lộc ăn, quà tặng, đề phòng rủi ro, có sự hư hại chút ít về đồ đạc, hoặc gặp trắc trở. Có tài lộc. Con số may mắn, 2, 9. Giờ tốt, 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường cam, hồng. Quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi. Cục diện ngũ hành tam hợp xuất hiện, mang theo quý nhân giúp con giáp tuổi Mùi làm việc gì cũng thuận lợi trong hôm nay. Công danh sự nghiệp không có vấn đề gì khiến bạn cảm thấy lo lắng, bất an. Bạn cảm thấy hoàn toàn tự tin với năng lực và khả năng của mình.
Việc tự tin đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn và hoàn thành xuất sắc sẽ là bệ phóng tốt để bạn tạo được ấn tượng tốt với cấp trên cũng như nhận được sự ghi nhận của mọi người. Hãy cố gắng phát huy bản thân ở mức tốt nhất bạn nhé. Thiên tài nhập cục, tài lộc của bạn mệnh khá dồi dào ở thời điểm này, không lo thiếu tiền tiêu. Người làm công ăn lương ngoài giờ hành chính vẫn chăm chỉ miệt mài với nghề tay trái, thu nhập tăng lên cũng là từ đó. Tử vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh kim. Tất cả mọi việc nên cẩn trọng. Bất cứ việc gì đến đều có sự trắc trở trước mới có sự thuận lợi sau. Ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp. Có lộc ăn, có quà tặng, có tin buồn. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thuộc mệnh thủy. Mọi việc đều có thể xảy ra không được như ý hoặc chờ đợi chậm chạp, lâu lắc. Có sự hư hại về đồ đạc vật dụng cần phải mua sắm tu bổ, sửa chữa, hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu có người đề nghị về công việc làm ăn hoặc tham dự, đóng góp cũng không nên từ chối, mà cũng không nên quyết định ngay, còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải thảo luận kỹ. Có tài lộc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, thuộc mệnh hỏa. Ngày có tin buồn, sức khỏe không tốt, mọi việc đều có thể xảy ra không như ý hoặc chờ đợi chậm chạp. Có sự hư hại về đồ đạc vật dụng cần phải mua sắm tu bổ, sửa chữa, hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu có người đề nghị về công việc làm ăn hoặc tham dự, đóng góp cũng không nên từ chối, mà cũng không nên quyết định ngay, còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải thảo luận kỹ. Tử vi tuổi Tân Mùi, thuộc mệnh thổ. Tất cả mọi việc nên cẩn trọng, vì sự việc xảy ra có nhiều sự đảo lộn, tráo trở hoặc thiếu sót. Gặp chuyện dài dà, phiền toái về giao thiệp, gặp gỡ. Sức khỏe không tốt, bất cứ việc gì đến đều có sự trắc trở trước mới có sự thuận lợi sau. Ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp. Có lộc ăn hoặc có quà nhỏ. Có tin buồn. Tử vi tuổi Quý Mùi, thuộc mệnh mộc. Nếu có người đề nghị về công việc làm ăn hoặc tham dự, đóng góp cũng không nên từ chối, mà cũng không nên quyết định ngay, còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải thảo luận kỹ. Có tin buồn, sức khỏe không tốt, mọi việc đều có thể xảy ra không được như ý hoặc chờ đợi chậm chạp. Có sự hư hại về đồ đạc vật dụng cần phải mua sắm tu bổ, sửa chữa, hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Con số may mắn, 5, 8. Giờ tốt, 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cam. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. Tử vi tuổi Thân. Tử vi thứ năm cho thấy, chính quan tác động khiến người tuổi Thân trở nên cương nghị, làm việc chắc chắn hơn vì bạn luôn muốn tránh những sai lầm không đáng có. Ngày hôm nay, con giáp này còn nhận được những sự trợ giúp từ phía đồng nghiệp và cấp trên. Bản mệnh dần nâng cao được năng lực và có thêm kinh nghiệm sau nhiều lần va vấp, trưởng thành hơn trong công việc. Công việc đã giao vào tay bạn là đảm bảo được hoàn thành, chất lượng cũng được đảm bảo ở mức độ tốt nhất có thể. Nhờ vậy con giáp này sẽ được lãnh đạo đánh giá cao bởi tinh thần trách nhiệm cao. Ngày kim khắc mộc, bạn và nửa kia có thể xảy ra tranh cãi trong ngày hôm nay. Hai người ở bên nhau dù ngắn hay dài cũng khó tránh được đôi lúc có một vài quan điểm không phù hợp với nhau. Chớ nên nổi nóng chỉ khiến mâu thuẫn lớn thêm. Tử vi tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh thủy. Không nên mưu sự những chuyện lớn lao hoặc lâu dài. Sự việc dở dang, bỏ dở nữa chừng vì có tin tức, hoàn cảnh mới, hoặc có người đến mình phải tiếp hoặc phải giải quyết. Thuận lợi cho việc mưu cầu về tình cảm, ước hẹn, nhưng cũng không nên đi tìm, sự việc sẽ đến. Tử vi tuổi Bính Thân, thuộc mệnh hỏa. Có nhiều biến động thay đổi trong công việc cũng như trong gia đạo, tình cảm. Có sự gặp gỡ, hội ngộ thân nhân, bè bạn. Không nên hấp tấp vội vàng vì sự việc bao giờ cũng chậm trễ, trắc trở nhưng vẫn có kết quả. Ngày dễ có sự hao tốn về sự tu bổ, tiệc tùng, mua sắm. Có cuộc đi ngắn nhưng phải nên cẩn trọng về di chuyển có hư hại nhỏ, hoặc có tin buồn. Tử vi tuổi Mậu Thân, thuộc mệnh thổ. Những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính, nay nhận được tin tức không được như ý. Hoặc có những việc đột biến xảy ra ngoài dự tính. Cuối ngày có sự gặp gỡ hoặc có chuyện vui. Trong nhà hoặc trong công sở có chuyện không vui nhưng cũng không phải là quan trọng. Hao tài về giao thiệp nhưng vẫn có chuyện tốt. Tử vi tuổi Canh Thân, thuộc mệnh mộc. Không nên mưu sự những chuyện lớn lao hoặc lâu dài. Hãy để sự việc tự nhiên đến. Nên hỏi thăm tin tức về công việc cũ không có kết quả như ý hoặc chưa tiến hành, bỏ dở nửa chừng. Có người hoặc việc đến mình phải tiếp hoặc phải giải quyết. Thuận lợi cho việc mưu cầu về tình cảm, ước hẹn, nhưng cũng không nên đi tìm, sự việc sẽ đến. Tử vi tuổi Nhâm Thân, thuộc mệnh kim. Những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính, nay nhận được tin tức không được như ý. Hoặc có những việc đột biến xảy ra ngoài dự tính. Cuối ngày có sự gặp gỡ hoặc có chuyện vui.
trong nhà hoặc trong công sở có chuyện không vui nhưng cũng không phải là quan trọng. Hao tài về giao thiệp nhưng vẫn có chuyện tốt. Con số may mắn, 2, 7. Giờ tốt, 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường trắng, vàng. Quý nhân phù trợ Tý, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu. Vận trình tử vi thứ năm này đang gặp ngày Mão Dậu tương xung, cho thấy người tuổi Dậu cảm thấy rất buồn khi chuyện tình cảm của mình chẳng đi đến đâu. Dù bạn đã rất cố gắng để chạm đến trái tim người ấy nhưng đổi lại chỉ là sự dửng dưng và lạnh nhạt của đối phương. Lại thêm hỏa thiên quan chiếu mệnh, khiến công việc của con giáp này cũng nảy sinh nhiều vấn đề rắc rối. Có lẽ tiểu nhân đang bày trò để phá hoại công việc của những chú gà nhằm tranh công đoạt lợi của bạn. Lòng đề phòng rất cần thiết cho bạn lúc này. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng chính đông phía ngoài phòng giã gạo, nơi xay giã bột và cửa phòng thai phụ. Do đó, bạn không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh thủy. Ngày xung của bổn mạng, không nên dựa trên kinh nghiệm hay sự tính toán lâu năm của mình mà áp dụng sẽ không có kết quả như ý. Nếu có sự vui chơi, giao thiệp, cũng nên giới hạn e có hậu quả xấu. Có thân nhân, bè bạn đến hoặc có tin tức của họ. Đi xa, sử dụng xe cộ máy móc bất lợi, hoặc đi vì chuyện buồn, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Đinh Dậu, thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Đề phòng rủi ro khi di chuyển, đi lại, có tin xấu về sức khỏe. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thuộc mệnh thổ. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc, nhưng dễ hao tán về mua sắm, tu bổ, giúp đỡ. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Đề phòng rủi ro khi di chuyển, đi lại, có tin xấu về sức khỏe. Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Tử vi tuổi Tân Dậu, thuộc mệnh mộc. Ngày xung của bổn mạng, không nên dựa trên kinh nghiệm hay sự tính toán lâu năm của mình mà áp dụng sẽ không có kết quả như ý. Nếu có sự vui chơi, giao thiệp, tiệc tùng đình đám cũng nên giới hạn. Có thân nhân, bè bạn đến hoặc có tin tức của họ. Đi xa, sử dụng xe cộ máy móc bất lợi, hoặc đi vì chuyện buồn, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Quý Dậu, thuộc mệnh kim. Ngày xung của bổn mạng, ngày có nhiều sự cản trở do có người đến. Hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc, nhưng dễ hao tán về mua sắm, tu bổ, giúp đỡ. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Đề phòng rủi ro khi di chuyển, đi lại, tiến hành công việc. Con số may mắn, 3, 6. Giờ tốt, 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, vàng. Quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất. Cục diện ngũ hành Mão Tuất nhị hợp nâng đỡ, giúp người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trong ngày hôm nay. Nhiều khả năng con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư có giá trị. Hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội ngay, đừng để bản thân phải nuối tiếc sau này. Công việc tiến triển thuận lợi nên kinh doanh, buôn may bán đắt, thu về lợi nhuận cao, nhất là khi có thêm chính tài trợ mệnh như hôm nay. Trong lúc tiền bạc dùng rỉnh thế này chi bằng bạn mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô buôn bán. Tuy mạo hiểm một chút, nhưng liều ăn nhiều, do dự, lưỡng lự quá đôi khi lại lỡ mất thời cơ. Bên cạnh đó lại gặp ngày thổ mộc xung khắc, bản mệnh có thể sẽ bị kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ tình cảm của mình mà không hề hay biết, tới khi nhận ra thì đã muộn. Hãy biết trân trọng hạnh phúc của mình, đừng để người ngoài có cơ hội phá hoại mối quan hệ của hai bạn. Tử vi tuổi Giáp Tuất, thuộc mệnh hỏa. Khi bắt tay vào công việc hay gặp sự trắc trở ở buổi ban đầu, nhưng sau sẽ có kết quả. Cần ngay thẳng trong công việc, không nên dùng những tiểu xảo, hoặc đốt giai đoạn, chỉ làm cho rắc rối thêm. Ngày có nhiều sự bôn ba, vất vả. Trong chờ quý nhân giúp đỡ khó có kết quả hoặc không được như ý. Đi xa, di chuyển bất lợi. Sức khỏe không tốt, không nên dính tới chuyện người, gặp thị phi, có tin xa về tình cảm, và có sự hứa hẹn về tài lộc, quà tặng, tiệc tùng. Tử vi tuổi Bính Tuất. Thuộc mệnh thổ. Có nhiều sự việc xảy ra rất nhanh chóng, nếu không tỉnh táo thì dễ bị vướng kẹt. Làm gì cũng phải có sự khéo léo,
Tránh sự va chạm dù đó là công việc hay là chuyện tình cảm khiến cho không có sự êm xuôi trọn vẹn. Ngày có sự gặp gỡ, hội họp, hẹn ước. Tử vi tuổi Mậu Tuất, thuộc mệnh Mộc. Ngày có nhiều sự việc xảy ra vừa về công việc làm ăn, công danh, vừa là chuyện tình cảm, gia đạo. Cần phải nói lên ý kiến của mình khi gặp sự sai trái. Có sự gặp gỡ người thân, bè bạn, quý nhân. Có sự hư hại, hao tốn nhỏ, nhưng cũng có lộc hoặc chuyện vui. Có tin buồn phiền về người thân trong nhà hoặc trong công sở. Tử vi tuổi Canh Tuất, thuộc mệnh Kim. Có tin xa về tình cảm, và có sự hứa hẹn về tài lộc, quà tặng, tiệc tùng, nhưng cũng có sự hao tốn. Cần ngay thẳng trong công việc, không nên dùng những tiểu xảo, hoặc đốt giai đoạn, chỉ làm cho rắc rối thêm. Trông chờ quý nhân giúp đỡ khó có kết quả hoặc không được như ý. Đi xa bất lợi, sức khỏe không tốt, không nên dính tới chuyện người, gặp thị phi. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thuộc mệnh Thủy. Đề phòng sự thị phi, trách oán, tranh cãi và cũng nên đề phòng rủi ro mọi chuyện. Mọi việc đến chậm chạp hoặc chưa có kết quả. Công việc dễ bị dở dang, bỏ dở. Cần phải nói lên ý kiến của mình khi gặp sự sai trái. Có sự gặp gỡ người thân, bè bạn, quý nhân. Có sự hư hại, hao tốn nhỏ, nhưng cũng có lộc hoặc chuyện vui. Có tin buồn phiền về người thân trong nhà hoặc trong công sở. Con số may mắn, 1, 6. Giờ tốt, 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, nâu. Quý nhân phù trợ thân, dần, ngọ. Tử vi tuổi Hợi. Người tuổi Hợi đang gặp được tam hợp cục che chở, vận trình vì thế cũng suôn sẻ hơn hẳn trước đó. Đôi lứa tâm đầu ý hợp, vợ chồng tương kính như tân, mọi chuyện trong nhà đều bàn bạc kín kẽ nên nhận được những lời ngợi khen từ người ngoài. Thời điểm này, khối lượng công việc mà bản mệnh phải đảm nhận không hề ít, áp lực là điều không tránh khỏi. Nhưng may có chính ấn soi đường chỉ lối nên bạn vẫn giữ được sự bình tĩnh, tự tin, nhìn ra những cơ hội tiềm tàng mà người khác không thấy được, từ đó gặt hái thành công. Ngũ hành tương sinh giúp tình hình tài chính của tuổi này bình ổn, thu chi hài hòa, không còn cảm thấy quá áp lực về phương diện này nữa. Để cải thiện thu nhập, bạn nên tìm hiểu một số hạng mục đầu tư, kinh doanh yêu thích, sau đó có thể tiến hành khi đã tìm hiểu kỹ càng mọi thứ. Tử vi tuổi Ất Hợi, thuộc mệnh Hỏa. Ngày có nhiều tin xấu, không thuận lợi cho mọi việc. Không nên mưu cầu những việc lớn sẽ có hại, có sự bôn ba, vất vả, xoay trở khó khăn, nên cầu viện ý kiến của người khác. Có lộc nhỏ. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thuộc mệnh Thổ. Việc đi lại nên cẩn trọng hoặc hay phải rời hẹn trong sự gặp gỡ. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải mua sắm, tu bổ. Nhà có hỷ sự, có khách hoặc có tin, có ăn uống, quà tặng hoặc được mời. Có tài lộc, có sự giúp đỡ của quý nhân. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, thuộc mệnh Mộc. Không nên tin vào sự xét đoán của mình, sự việc sẽ không đúng như suy nghĩ. Việc đi lại nên cẩn trọng hoặc hay phải rời hẹn trong sự gặp gỡ. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải mua sắm, tu bổ. Nhà có hỷ sự, có khách hoặc có tin, có ăn uống, quà tặng hoặc được mời. Có tài lộc, có sự giúp đỡ của quý nhân. Tử vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh Kim. Ngày có nhiều chuyện phiền toái, rắc rối gặp trở ngại. Nên ra đi giải quyết công việc, có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Không nên mưu cầu những việc lớn lao sẽ có hại. Có sự bôn ba, vất vả, xoay trở khó khăn, nên cầu viện ý kiến của người khác. Có lộc nhỏ. Tử vi tuổi Quý Hợi, thuộc mệnh Thủy. Nếu không phải là việc quan trọng thì nên nghỉ ngơi, bày vẽ thêm nhiều chuyện chỉ gặp điều không hay hoặc không được như ý. Không nên nhúng tay hoặc bàn tán vào chuyện của người khác. Mọi việc mong cầu đều khó có kết quả, nên tu bổ, sửa chữa, mua sắm và làm những công việc cũ. Con số may mắn, 5, 9. Giờ tốt, 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, bạc. Quý nhân phù trợ Tý, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và